Hello mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại cảng Sơn Quy nha mọi người. Bắt gặp một tàu câu cá hố. Đây là tàu câu Tây thuộc Sơn Sán, chạy về Sơn Quy bắt cá vậy. Đây là bánh câu ở Sơn Quy gì đi. Hiện tại thì dù đang bị rồi phải vào khử. Trên tàu thì có 3 anh em Việt Nam và 3 người Hàn nha mọi người. Anh em Việt Nam thì cùng mấy qua người lâu nhất thì hơn 1 năm. Đây mới thì 4 năm tháng. Câu Tây nha mọi người. Tàu câu Tây. Dây dù bị kẹt thế giữa. Nghe nó khỏe rúi hả? Dạ, đó, chiki chiki bốn ông bán đi, chiki chiki. Anh nhớ. Ây,
찌기찌기 하지 마. 괜찮아요. Bà anh Việt Nam luôn. Đã hề. Anh nghe đến cả Việt Nam khỏe.
Anh nhờ là thuyền trưởng à? Anh nhờ thuyền trưởng à? Hả? Tàu bò trăm thì tàu bò là được tao. À, đấy là tàu bò hả? Tàu bò là cái chung cái tỉnh tao á, tỉnh tao đó. À. Nó là bò bò. Tốt. Tốt. Tới, tới. Đến gas. Đến luôn đấy, đến xuống nhìn. Ủa, mình xuống dưới đòi tù ai cả. Đến rồi tao đi trước đây. Xuống dưới tao, khi nào tìm dưới rồi. Xuống dưới tao, mai tìm dưới rồi à. Ê, đến rồi, xuống đi. Hết kéo xuống rồi. Mình xuống đòi tù ai chứ. Đó, tao chở đâu đây nữa. Nặng đó, nặng quá. Rồi bị nạc hay nạc không à, nặng. Đang sóng ra hết luôn à? Đang sóng ra hết luôn à? Để mà thả lại à? Sóng ra ra rồi, để thả lại. Thắng du quăng trượt chứ. Rồi một lần cào lên nó phải sóng giá đi. Rồi cứ rồi vẫn lại tiếp đi tiếp. Và trời ơi. Cái rắn đế đi rồi thảo thảo ra lên đấy. Cũng được à? Và trời. À, máy tránh kia vào. À. Hả? À. Hả? Có, đây không? Ông Vinh ơi, là nhân hàng nhé. Thì tao đi như ở đi chơi đi chứ. Đây là toàn bộ của tàu câu cá hồ. Câu tay nha mọi người. Dàn một dàn bóng. Hai bên hai dàn. Đi dù. Rõ. À, xé cho đến tới đôi đôi bọc môi lên à, bọc môi lên là rửa môi chứ. Đấy. Tắc to. Đấy mà. Bọc môi đi bọc luôn, khi mà bọc ra đường cho bọc lên nữa bọn. Đấy nhỏ cái này. Mưa cả không chỉ lên trượt những cái đáo chứ. Không biết mưa tí có bắt đâu nghe nào. Một chiếc tàu cậu vô nào rồi. À, một lần sóng là cứ phải sóng dây ra hề. Sóng dù ra hề. Đấy hề. Có bên này sóng dù đấy. Dư mình vô cả.
không về à? Không về à? Ừ, càng cái sàn đấy. Hế? Cái gì mà tao nín giống như là tao cá đu ấy. Tao nín như tao cá đu ấy. Tao mày đóng. Tao mày đóng chi? Tao mới tính hề. Sướng hề. Ai nữa? Tao mày đóng. Mày có bạn ấy. Mày thương có bạn đó mà đóng sụt đó. Bọn hàng ở lại luôn à? Có video đấy chứ. Càng nghe hàng. Có video đấy. Quả đấy anh, càng nghe. À. Bơ đến. Cái gì đấy? Mình là mình giặt. Có máy giặt luôn à? Ta. Lô cái ngủ giặt san đấy á. Hả? Ngủ luôn nhá. Tôi được khai ăn nha tí. Nó mà ăn chứ mày tí ngay mình tư tí gói chứ. Trong này được khai ăn nhá. Nó mà bay chứ. Chứ nào mà được cái bố mà bố đi bay hàng đủ. Nó được toàn bố tao được mày ngay. À đấy à. Toàn là 4 ngày ngoài trống là tí 2 ngày ngoài đấy hả? Ngay đi, tao chạy đi biệt cái bên đấy đi. Ở càng mí đi. Cái phú đi. Cái phú á. Đó không? Phú hai. Ở phú chí. Đức mớ. Đức thảo mớ nính gì đó. Mạch tơi nhá mọi người. À mạch tơi xong rồi bỏ vào trống à. Mạch tơi. Ôi về tàu thôi.